Để lên bài thơ này. Ơi anh Tùng, cái thằng giấy này từ đầu ra đi anh Tùng. Trời, giờ của tôi. Nhung, trời ơi, Sam khốn nạn vậy Nhung. Trời, Sam đành đòn làm như vậy Nhung ơi, là Nhung. Tại sao Nhung? Một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chắn sẽ coi. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Ngủ đi con. Nhưng kể từ đây em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi. Trời ơi, anh thì sẽ suốt đời mang chỉ tội nghiệp con cờ nó đang còn trong tôi ngày thơ. Rồi đây ai dạy dỗ chăm nuôi, ai chăm sóc dù về khi đứa con nó ngủ trong giấc đêm dài. Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì bị lòng nhau khi chia cách gia đình. Thôi thì đành buông tay cho định số an bài. Trời ơi Nhung, tại sao em làm như vậy Nhung? Khốn nạn quá. Tôi không ngờ được tôi trở thành tướng cướp Bạch Hải Đường, mang tâm trạng của một kẻ suy tình rồi đi sâu
vào lòng tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên ngôi vàng tình ai, tôi là một kẻ trắng tay thì làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sống đà rồi tôi vào một tối cô cuộc đời, ngày cưới nhung về làm vợ tôi biết chắc chắn rằng sẽ đổ vỡ một tình yêu. Anh chị ơi, 30 tuổi đời là cuộc đời vui nhất mà tôi vô tìm đường vào lao ly. Có thương là thương cho đứa trẻ vô tội như chim dài tổ bao giới cuối trời. Mẹ con khốn nạn quá, nhưng mà xem làm như vậy với anh đi Nhung. Trời ơi, tôi kêu trời không thấu. Anh Bình đâu rồi? Anh Bình ơi, giây phút tâm tình tôi đã hiểu lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn chung trường, chung lớp bên nhau. Nhưng cay nghiệt cuộc đời ngang trái trớ chiêu, hiện tại tôi là thanh tra còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh làm bổn phận sau khi mình cùng nhau chúc cạn tâm tình. Dân, anh cứ tự nhiên đi. Tôi là tên tướng cướp Bạch Hải Đường, xin đưa tay cho anh chồng đó. Chị Liên ơi, có bé thương tôi, xin gửi lại cho anh chị nghe nuôi giùm tôi, cho nó được thành nhân. Ủa hết hả? Trời ơi là trời, tuần cả lương em nghe. Nghe nó thảm quá. Nhung ơi, em đành đoạn bỏ đi, giờ này anh giao đứa con lại cho em đó. Em bé này có ví dụ. Em bé này đó. Quá tội nghiệp luôn, em bé này có mới vừa lên 2 tuổi quý vị ơi. Ôi ơi. Quá luôn. Đây là cái tuồng trích đoạn làm lại cuộc đời, đó là tướng cướp Bạch Hải Đường nha quý vị. Phi Vũ vừa hát xong thì gửi tặng cho tất cả quý chị cô bác để tưởng lại cái tuồng cải lương, phải nói là rất là xuất sắc trong cái thời loạn của cái năm 1900 hồi đó. Phi Vũ không nhớ ha, bây giờ tuổi mình tuổi trẻ rồi, mình còn non nớt, cho nên mình học lại hát lại những cái bài hát này để gửi lại cho tất cả quý anh chị xem và lắng nghe cái tuồng Tìm Lại Cuộc Đời. Rất là hay, tướng cướp Bạch Hải Đường. Tìm Lại Cuộc Đời là tướng cướp Bạch Hải Đường. Đúng rồi. Cái này có Kê Vũ còn làm cái giọng, còn có Kê em bé nữa. Rồi tính đóng cái tuồng đó nữa, còn giờ chưa có đóng, Vũ lấy em bé ra ổng hát. Dạ, mong sướng hát trước đi. Không sao đâu, chút nữa thì là lắc nữa hát xong ca với Hằng một bài gì đó, chắc là Hằng Nhất Đi Nhất Quẩn, cái bài mà độc nhất vô nhị Áo Mới Cà Mau. Ok, cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý anh chị, quý cô bác, và chúc một ngày an lành và tốt đẹp nha. Bye bye cả nhà.